Hiền Trương xin chào nhé. Xin chào Trung Tâm. Nước biển đi làm mát cho nước ngọt low temperature. Đấy. Bây giờ là đây đường nước biển nhé. Đường nước biển đi từ từ thằng Chi Chết nhé. Đấy. Đi vào hai cái bơm nước biển nhé. Hai bơm nước biển xong đi vào cái sinh hàn trung tâm gọi là hai cái cooler lơ đấy, center cooler đấy. Thì hôm nay mình sẽ tiến hành là vệ sinh cái filter nhá, kiểm tra inspection đấy. Còn cái này là seawater pump, có cái thằng chỉnh tải của bơm nhá, để mà tức là nó có thể điều chỉnh được cái tải của bơm nhá, quay thấp hay quay chậm nhá, quay thấp hay quay nhanh nhá của bơm, để mà gì, để mà phụ thuộc vào cái nhiệt độ cần là mát nhá. Nếu nhiệt độ cần là mát mà thấp thì nó sẽ chạy với vòng tua thấp nhá, cái bơm nó chạy với tải thấp. Đấy. Cái này thì mục đích là để gì, để tiết kiệm cái năng lượng của cái bơm nha. Cái bơm này nó to, thành ra là lúc mà ví dụ như cái bơm mà nó không có cái thiết bị này nữa, là khởi động cái nó chạy maximum load thôi, 100% load thôi, nhưng mà có cái này nó chạy, nó nhiều khi bơm nó chạy từ từ từ, nhiều khi nhiệt độ nước biển nó thấp quá nó không chạy luôn á, nó chạy rất là thấp tải. Đấy, hai cái bơm nha, hai cái bơm cho nó vào cooler nha. Hai cái bơm này, hai bơm biển, ví dụ bơm số 2 đang chạy đúng không? Vào cooler và sau đó đi ra ngoài cooler đúng không? Đây. Bây giờ là mình sẽ đi vệ sinh cái filter nha. Đấy, bước 1 là gì? Bước 1 là phải đóng cái mà cần vệ sinh, thì phải đóng inlet và đóng outlet nha, tức là đóng van nước biển nha. Đấy, đường vào và đường ra đóng lại. Đấy, sau đó là xả nước đi. Xả nước đi đúng không? Sau đó mở cái cover, tháo cái filter ra. Đấy, kiểm tra filter đấy. Kiểm tra filter xem thử nó bẩn, nó dơ cỡ nào. Cái này thì mình chơi cái thằng bơm, một cái bơm đúng không? Tức là nước drain ra là nước biển đúng không? Thì nhiều quá thì mình sẽ bơm ngược lại ra, nối một cái đường ống sang một cái cooler khác đúng không? Nước này sau khi mình sẽ lấy một cái bơm tay đúng không? Bơm tay mình bơm bơm cái nước mà sau khi drain này đúng không? Bơm chảy qua cái đường ra của nước biển của một cái thằng cooler khác đúng không? Để mà gì, để mà không phải ấy cái nước biển này đúng không, không phải chạy cái thằng la canh đấy. Đấy, filter đúng không, các bạn thấy filter này thì rất đang sạch, bởi vì là cái cooler này thì nó đang ở chế độ standby cũng lâu rồi, 3 tháng tháo ra kiểm tra lần. Cái này là cái mà cái ống để mà cho filter vào nhá. Đấy, cho cái phin lọc vào nhá. Bình thường thì cái cooler của tàu nào mà nó to nó mới có cái phin lọc này, còn bình thường thì mấy tàu nhỏ nhỏ hoặc là cooler nhỏ nhỏ thì nó không có đủ diện tích để gắn cái phin lọc này vào. Đấy, cái này to, thành ra là cái cooler nó to, nó gắn vào đỡ gì, mục đích là đỡ đỡ thời gian để vệ sinh cái thằng thằng mấy cái thằng cái cooler đó, tức là mình cái đường bẩn nó sẽ bám vào cái filter này này, mình vệ sinh cái filter này nó khỏe hơn rất nhiều là so với tháo đó, cái thằng thằng cooler đó để mà kiểm tra từng cái plate đúng không? Đấy, đơn giản vậy thôi. Rồi, các bạn xem kênh thì nhớ đăng ký kênh nhá, subscribe kênh, rồi like kênh, rồi các bạn có nhu cầu làm cái video gì thì comment bên dưới để mình biết, mình sẽ có thời gian.